Thằng sò kia, mày ăn uống tắm giặt thế nào mà đắp một đống thế hả? Mẹ cứ để đây, mai con khác dọn. Đang ngủ. Lấy bố mày vợ đi. Ui giời. Đang tuổi ăn tuổi chơi vợ con cái gì. Thôi mẹ ra ngoài kia đi để con ngủ. Mệt. Có cô vợ thì có phải là quần áo cơm nước tinh tươm không? Hơn 30 tuổi mà vẫn để mẹ phải hầu. Vứt bố mà đi. Sò ơi, xuống ăn cơm. Mùa hè ăn muối lạc thì chỉ có tuyệt thôi. Sò ơi, hôm nay mẹ đãi con dai món gì thế? Nước mưa cộng với gạo quê mẹ đun nửa tiếng ngoài chuồng dê mang vào. Vào ăn xem thế nào. Bát đũa đâu hả mẹ? Mày có rửa đâu mà có bát. Vác cả son lên mà ăn. Có cô vợ thì có phải sướng không? Cơm canh đến bữa tinh tươm, bát đũa sạch sẽ, áo quần thơm tho. Việc nhà việc cửa có vợ nó lo. Tiền có người giữ thì mới có cơm giò mà ăn. Không có vợ rồi còn đủ khó khăn. Mẹ ơi, có thấy mấy bộ quần áo của con ở đâu không? Quần áo của con ở trên bờ rào ấy. Ôi giời. Sao quần áo của con lại ở kia? Thì tại mày lười không giặt, mẹ vứt tạm lên đấy phơi sương, phơi gió cho nó tự xài. Khổ đến bao giờ? Bác cơm nước gì chưa? Chú đến chơi đấy à? Vợ tôi đang nấu, lát nữa mới ăn. Ngồi đây chơi. Bác kết hôn đã lâu, bác thấy cuộc sống sau hôn nhân thế nào? Nhà khác không biết thế nào, nhưng mà bản thân tôi đi nửa bước về nó cũng lầm bầm. Tiền lương đút chưa, nóng túi nó đã tịt thu. Nhiều lúc nghĩ cũng chán. Nhưng mà cũng có cái hay chú ạ. À. Anh vào ăn cơm đi. Chú sò sang chơi đấy à. Vào ăn một thẻ cho vui. Đấy, hay ở đấy đấy. Mặc dù lấy vợ nó có hơi gò bó một tí, nhưng mà được cái là vào quy củ. Thôi, chú vào làm bát cơm với vợ chồng tôi luôn. Đi. Chú sò lương cao không? Cũng được 6-7 củ chị ạ. À. Chú dùng tự nhiên đi nhé. Tôi thấy chú sò làm cũng đã lâu, chắc là cũng tích góp được nhiều đúng không? Làm đồng nào xào đồng đấy chị ạ. À. Có bỏ ra được xu nào đâu. Thế thì chú lấy vợ đi, có người đàn bà trong nhà mới giữ được tiền.
Lấy vợ đi đâu cũng phải ngửa tay xin từng đồng. Em nghĩ nó cứ nhục nhục thế nào. Đàn ông là cái giò, đàn bà là cái hom. Phải có người cất giữ trông nó mới còn tiền. Cứ tiêu như phá mà thì mấy mà đi ăn mày. Mà tôi thấy chú sò cảm cúm hay sao đây? Mấy hôm nay cảm cúm suốt chị ạ. Đang dịch cúm A. Mệt hết cả người mà không biết thuốc nào nó khỏi đây. Tôi có cái này hay lắm chú ạ. Tinh dầu răng miệng dạ thảo liên. Cảm cúm sổ mũi đau răng chỉ vài ba giọt đi phăng chú à. Ngày cứ chia làm ba lần ra, ngậm xong lại nuốt mấy mà khỏi đâu. Sức khỏe là phải chú trọng hàng đầu, không đến lúc lại mang sầu vào thân. Tôi thấy người xa người gần ai cũng sử dụng vì giá bình dân chú à.